Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy phần cuối bài của bài Next Level Aspa nhá. Hôm qua hay hôm kia đó thì vừa mới ra đấy. Thì hôm nay chúng mình học luôn nhá. Rồi chúng mình cùng vào bài nhá. Về đoạn này thì mình sẽ chia thành 3 đoạn nhỏ hơn. Thì đoạn thứ nhất mình sẽ nhảy demo này. Đoạn thứ nhất 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết động tác nhé. Đầu tiên, khi đợi nhà các bạn cứ đứng tư thế thoải mái cho mình. Động tác đầu tiên các bạn đưa chân phải sang ngang, đồng thời đánh hông phải, được chưa? Và sau đó đưa hông qua trái, ra sau, hoàn thành một vòng về trước. Rồi, khi hông đưa qua phải, tay lấy đà lên, hất xuống, hông qua phải. Và sau đó đưa hông qua trái thì tay đưa lên miệng, hoàn thành một vòng, người sẽ hơi đổ về phía trước, đổ như thế này này và đánh hông đó, dừng ở đây một vòng. Tiếp theo, nhấc chân trái sang phải, đồng thời đặt tay phải lên cầm, tay trái đỡ tay phải nhé. Và sau đó mọi người đánh cho mình cái vai phải xuống, xuống và xuống, thử lại này, đang ở đây đúng không? Nhấc chân trái sang, đánh vai xuống, ngược lại bước qua trái, đặt tay về đây và đưa vai trái xuống, sau đó đổ chân, đặt chân phải xuống này, đưa chân trái lên, tay vuốt lên như thế này, và sau đó bước qua trái, chỉ trái lên phải là hai ngón nhé, sau đó xoay và chỉ thẳng cánh tay ra, đồng thời đưa đầu gối chân phải vào và người sẽ hơi đổ ra sau. Tiếp theo, mọi người đưa thẳng chân phải về đây, đổ chân trái lên như thế này, tay đặt về hông, người đổ về trái và tay phải ở trên thì vuốt mở như thế này, đây, vuốt mở như thế này, đồng thời người đổ về trước. Sau đó người thả cho mình chân trái xuống để người về thẳng, đồng thời này đổi sang chân phải, tay lướt xuống và đổi qua trái, tay lướt xuống thì người sẽ xuống, dáng xuống tấn như thế này, nhưng mà sẽ là lần lượt từng chân một đang nhảy đúng không? Vuốt xuống chân phải này, sau đó xuống chân trái này, đó, thì sẽ xuống như này. Đồng thời nhá, khi tay qua phải thì tóc người hất đầu sang cho mình, à, hất đầu sang, được chưa? Thử lại từ đây nhé. Và sau đó hất sang, ok. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn lại, nối lại này. 5, 6, 7, 8, hất hông phải, xoay vòng, đánh vai phải, vai trái, vuốt lên, dập hai ngón, xoay, chỉ, đổi, em, vuốt phải, em, vuốt trái, ok. Tiếp theo là đoạn còn lại này. Đây, sau khi mọi người vuốt xong này thì bây giờ mọi người sẽ lặp lại cái động tác lúc nãy, hất hông qua phải và sau đó lại qua trái một vòng như này. Đến đây nó sẽ hơi khác nhé. Đi xong một vòng thì mọi người thả tay trái, đồng thời cua tay phải vào trong và hất ra ngoài. Đây, đưa vào trong giống hình số 8 á, hất ra. Hất. Rồi, đồng thời chân sẽ nhún xuống cho mình chân phải và xoay cái đầu, xoay cái gót chân trái vào như này, mọi người xuống. Rồi, vòng này xuống. Tiếp theo, dập chân trái để bước qua. Bước qua, mọi sẽ đi cho mình 3 bước, nhưng mà hơi hẹp thì mình sẽ tiến lên xí nhé. Trái này, phải này, sau đó trái mọi người sẽ đứng thẳng như này mình. Tiếp theo, người lấy đà tay trái về hông, nhún xuống. Khi nhún xuống thì xoay đầu gối sang, đầu gối chân phải ra ngoài nhá, và đưa gót vào như này. Và sau đó này, thả cho mình cái vai trái ra sau, sau mọi người hất lên, hất mạnh lên.
khi hất lên thì người sẽ thẳng thẳng đứng này như này, mình không nhún nữa, nhún này để đưa vai ra sau, hất lên. Tiếp theo ngồi hạ cho mình chân phải, vung tay phải lên đổi bên như này, và sau đó lại vung đổi nhấc chân. Đây, khi nhấc chân thì tay sẽ dùng cái ngón trỏ chỉ nhá, chỉ này sang thì đặt chân xuống, và kéo sang thì sẽ đưa đầu gối vào. Thử lại nhá, đổi đổi này và đổi sang and kéo, sau đó người gập ngón tay xuống đồng thời cả đầu nữa. Đây, tiếp theo người bật nhảy về giữa và hất tay lên. Ok, thử lại nhá, nối lại này, 5 6 7 8, hất hông phải trái vòng đổi bước, 1 2 về thẳng, hất vai trái đổi tay lên, đổi tay end kéo gật và hất. Ok, như vậy là đã xong đoạn nhất. Bây giờ mình sẽ đếm nhịp để nối cái đoạn này vào nhá. 5 6 7 8, 1 2 3 4 và 5 6 7 8, 1 2 3 4, 5 6 xuống 7 8, 1 2 3 4 bước, 5 6 7 8 and 1 2 3 4 và 5 6 7 8. Bây giờ mình sẽ đếm lại nhé, nhanh hơn một xíu. 5 6 7 8, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 1 2 3 4 và 5 6 7 8, 1 2 3 4 và 5 6 7, hất 1 2 3 và 4 và 5 6 7 8. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với đoạn thứ hai của phần cuối nhá. Thì đầu tiên mình cũng sẽ nhảy demo với nhịp cho các bạn này. Đây, sẽ dừng ở đây đi. 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng động tác nhé. Đầu tiên, đây động tác trước, phần trước ấy, khi các bạn làm này xong đúng không? Các bạn hất lên, và sau đó các bạn phải về thật là nhanh. Về như này, tay trái đặt lên trên, úp tay phải ngửa, và sò đưa về trước thì lật lại. Tiếp theo, hất tay phải ra, đồng thời mọi người bước cho mình chân phải lên, ngơ lên như này. Khi đi mọi người cố gắng đưa chéo chân nhá, đi chéo chân này. Và sau đó bước tiếp thì vuốt xuống. Và sau đó bước ra thì hất tay, và hất tay hai lần. Rồi nhá, nhìn kỹ lại này, để tay trái lên trên, tay phải dưới. Vung về trước, lật đi phải, vuốt và hất, rồi khi tay hất hai lần thì nhìn kỹ cho mình chân này, đặt chân phải ra, xoay đầu gối vào, ra tiếp lần nữa, rồi lại nhá, đặt này, giữa này, đi một này, vuốt hai này, hất, hất, tiếp theo đặt chân phải xuống, đổ chân, thì đổ tay, đây. Và sau đó nhìn kỹ cho mình này, tay chạm vai về chéo, hất xuống, chạm vai chéo và hất, vai chéo và hất, còn chân đây mọi người đang nhảy đúng không, đang này, được chưa? Nhìn kỹ này, đi cho mình chân trái trước, trái phải, và bật nhảy chân phải
thử lại này. Trái, phải, bật. Lại. Trái, phải, bật. Ok, khi mọi người bật, thứ nhất là chân mọi người đẩy lên, thứ hai là người sẽ cúi xuống và tay hất xuống như này mình. Đây. Ok, lại nhá. Đặt này. Ngửa này, đi này. Vuốt, hất và hất. Đổi hai lần. Ra, chéo, ẻn, hất. Tiếp theo, đặt chân xuống thì tay sẽ để lên giống tôi không như này nhưng mà hai bên của mình, được chưa? Sau bước lên một bước nữa. Và tiếp theo, đặt cho mình chân phải lên. Và sau đó này, thả xuống nhìn đầu mình nhé. Cổ mới sẽ đưa góc trái, trái và trái. Sau đó phải và phải. Tay thì ngược lại nhá. Khi đầu qua trái thì tay sẽ phải đưa qua phải như này. Đưa này, kết hợp tay với đầu này. Trái, phải. Ok. Rồi thử lại nha. Đây, ngửa ra. Đi, vuốt. Dậm, xoay. Đổi, đổi. Và em hất. Lên. Tiếp. Trái, phải. Sau đó mọi người lùi cho mình. Tiếp theo, hất đầu qua phải, đồng thời đổ vai sang phải. Tay chỉ cứ đặt như mình nhá. Tiếp theo giữ nguyên cái hông này. Và sau đó ngửa người ra sau, qua trái đúng một vòng. Và 8 nhịp đến nhịp thứ 8, người dừng lại và người khựng chân xuống. Ok, đi đúng một vòng 8 nhịp nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở đây. Sau khi mọi người đưa hết một vòng đến nhịp thứ 8, khựng chân xuống. Lấy đà này, vào này. Đưa mũi chân trái ra. Và sau đó đổi chân phải lên, đưa mũi ra. Khi đưa mũi chân phải thì các bạn đưa cho mình cái đầu nữa. Đầu qua phải như này. Ok, và sau đó di chuyển để đến đoạn tiếp theo. Rồi bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp để các bạn vào đoạn thứ hai của phần cuối nhá. 5 6 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 hất đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp theo mình sẽ đếm nhanh nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 và 6 7 hất đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8. Rồi cuối cùng bây giờ là đến đoạn thứ 3 phần cuối nhé. Bây giờ mình sẽ đếm nhịp đếm mỗi cho các bạn này. 5 6 7 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Hay. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng động tác một nhé. Đầu tiên các bạn phải đứng ngang chiều như này mình nhé. Sau đó này, đầu tiên nhá, sút chân trái lên. Đổi. Nhìn kỹ này. Sút chân trái, sút lên, đặt, đổi. Khi đặt chân thì các bạn không cần phải đứng ghim này nhá, cứ rung chân mình nhớ mình. Sút trái lên, đổi. Ok chưa? Rồi,
khi sút chân trái thì đưa cho mình thêm cái tay đi cùng này, lên and đổi thì sẽ phải ngửa bàn tay lên và đưa vuông góc về phía trước, em này đổi này, thử lại nhá, sút em đổi rồi chân đầu tiên lại này, sút và đổi chân, tay này sút và đổi, rồi nhớ kỹ cái dáng này mình nhá, ngửa lòng bàn tay lên, tiếp theo và đổi tiếp và chọc xuống, rút lên, lần này thì đổi chân như này mình nhé, và sau đó này đặt đổi tay đồng thời xoay hướng này lại nhá, 5 6 7 sút and đổi and đổi và đổi thân lên, đập đổi tay sút và đổi and đổi và xuống, rút lên, đập đổi tay. Ok, hai bên này khá giống nhau, giống hệt nhau ấy, chỉ khác là đổi chiều thôi, nên mọi người cố gắng quen được một bên thì sẽ làm được bên còn lại. 5 6 7 sút và đây. Em đổi. Em xuống. Rút, đập, đổi tay, sút và đổi. Và đổi, em đổi xuống. Rút, ta đổi tay sang đây. Ok. Rồi thì tiếp theo. Sau khi mọi người đập đổi tay sang đây xong, được chưa? Thì mọi người sẽ đặt chân phải lên trước để mình đổ người xuống. Đá như thế này, thẳng chân trái nhá, thẳng chân trái. Mình sẽ có đồng đội ấy, thì mình sẽ đổ người lên trước. Còn không có thì các bạn thử đặt tay này giống mình nhá. Ở đây này, được chưa? Ok, thử lại này. Đặt chân phải, đồng thời đổ xuống như thế này. Rồi, tiếp theo, nhìn kỹ cho mình cái đầu này. Đầu tiên đổi xuống thì đầu mình hướng đây thẳng nhá. Đến nhịp 4 thì mình hướng được đánh mặt về trước. Thử luôn này, đi nhá. 1, 2, 3 đánh mặt. Đúng rồi, không là đánh nhá. Ok, tiếp theo dồn trọng tâm về phía bên chân phải là cái chân trước ấy, để mọi người nhấc cái chân trái lên và sau đó đưa cho mình một vòng hông từ đây hình kia này, đưa lên này ra sau này, từ trái qua phải như này, mình hai vòng nhá, đổ xuống này, hất đầu này, đưa hông hai lần và sau đó rút chân phải về đây, đặt đây và sau đó hất xuống, hất xuống thì đặt luôn hai tay ở phía sau này mình, đồng thời đưa chân sang đây. Ok, đưa chân thì dễ thôi, chạm cho mình cái gót chân xuống và đưa mũi chân rồi đặt xuống hai lần nữa nhá. Ok, thử lại này, 5 6 7 xuống nhé, 1 2 3 4 5 6 và 7 xuống này, đưa chân, rồi bây giờ mình sẽ nói đến phần tay đầu nhé, đến đây, hất xuống này, thì người đỡ cổ mọi người sẽ ngửa lên cho mình, hất xuống như này, rồi sẽ đặt tay về đây, khi đi chân hai lần, dùng chân nào thì đánh đầu qua bên đấy, phải, trái, ok, tiếp theo này, đánh đầu qua bên phải. Lên trước, được chưa? Lại nhá, 5, 6, 7 nguyên này thôi. Đây, phải này, trái. Ok, và sau đó mọi người lùi đủ cho mình 3 bước và quay ra sau như thế này. Và sau đó mọi người hây thì đặt tay lên miệng và sau đó thả xuống luôn và giữ cho mình dáng này đến kết thúc. Bây giờ thì mình sẽ đến như các bạn phần thứ 3 của đoạn cuối nhé. 5 6, 7, sút, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, 7, và 8, và 1, 2, và 3, 4, và 5, 6, 7, và 8, và
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay. Rồi bây giờ mình sẽ đếm nhanh nhá. 5 6 7 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay. Cuối cùng là đến phần tổng kết thì mình sẽ đếm nhịp thật là chậm và sau đấy nhịp nhanh hơn một chút từ đầu đến cuối cả một đoạn cuối cùng luôn nhá. Chậm này. 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 và 6 7 và 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 và 7 8 1 2 3 và 4 và 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay. Tiếp theo thì mình sẽ đếm nhanh hơn một chút nha. 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 và 6 7 và 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 và 4 và 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hất 1 2 3 4 5 6 7 8 1 và 2 3 và 4 5 6 7 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay. Chúng mình vừa cùng nhau học xong tất cả các động tác của phần cuối bài Next Level của Aspa thì mình rất mong là mọi người hãy học và hoàn thành xong sớm được bài này và tốt nhất là hãy quay video lại nhé. Về phần vào nhà 0.5 này, 0.75 thì mình có làm một video khác thì mọi người hãy vào xem để bắt nhạc nhé. Mình rất mong là được mọi người like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Bye bye!